Chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu cái bẫy chuột thông minh bên mình đang bán. Thì mình có hai cỡ nha bạn, cỡ nhỏ với cỡ lớn. Cỡ nhỏ này thì bắt chuột nhắt đồ trong nhà các bạn, quán ăn quán tạp hóa đâu nó phá lắm nha bạn, bắt chuột nhắt. Cỡ lớn thì bắt chuột bự hơn chút nha bạn. Khi mà con chuột nó vô và nó vô nó sẽ cái cửa này sẽ mở, nó vô nó đè cửa xuống, rồi khi mà nó bước vô trong thì cái cửa tự đóng lại nha bạn, cửa tự đóng lại. Còn chuột sẽ chung ra cái ngăn sau đó, chung ra ngăn sau là hết hết trở lại ngăn trước được nha các bạn, chỉ có mình mở ra mình bắt nó ra thôi. Mình mở ra bằng cái này, mở ra bắt này. Mình muốn trắng nước hay phơi nắng cho nó chết cũng được. Cái nhỏ này nó 150, cái lớn 200 nha bạn. Bạn nào mua hàng liên hệ mình, số hộ mình là 0936 059090 nha bạn. Mình giao hàng toàn quốc. Rồi chào các bạn luôn nha.